Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Yên Khánh cũng đã và đang chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, trách nhiệm cho ngày hội của toàn dân. Hơn 40 năm phụ trách truyền thanh của xã Khánh Thiện lại được đào tạo qua chuyên ngành mỹ thuật, ông Nguyễn Hải Đường luôn tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Với cuộc bầu cử lần này, ông cũng là nhân tố chính, trực tiếp kẻ vẽ khẩu hiệu tường tại các xóm trên địa bàn. Tôi đã làm được tất cả cho 8 xóm, là được 19 khẩu hiệu và đang tiếp tục ba lô áp phích về tuyên truyền bầu cử. Kẻ vẽ ba lô áp phích để tuyên truyền trên cái bầu cử thì tôi thấy là rất phù hợp và tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân. Nói chung là ai cũng nhận thức được cái cuộc bầu cử nó quan trọng như thế nào. Tăng cường kẻ vẽ các cụm pano hay khẩu hiệu tường vẫn được xem là hình thức tuyên truyền trực quan hiệu quả mà xã Khánh Thiện đã và đang tiếp tục triển khai nhằm tạo không khí vui tươi trong các tầng lớp nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện ủy đối với đơn vị Khánh Thiện chúng tôi thì các cái pano lớn thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ làm 2 pano lớn ở trung tâm xã hoàn thành trước ngày 14 tháng 4 này. Còn các cái nội dung trang trí ở các cái tổ bầu cử thì chúng tôi đang tiếp tục triển khai thực hiện và hiện tại là đã triển khai được cái việc mà tạo các cái pano để niêm yết danh sách cử tri, các cái khẩu hiệu trang treo kẻ vẽ ở dọc các cái đường đi các cái trung tâm cũng như là các điểm bầu cử. Chúng tôi đã có kế hoạch lên kế hoạch xây dựng sẵn cả rồi. Các ban tuyên truyền thì đã đang thực hiện nhiệm vụ rất là tốt và tới đây thì chúng tôi sẽ dồn cái nguồn lực cho cái tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử. Cùng với đó, hệ thống đài truyền thanh các cấp cũng đã tham gia khá hiệu quả vào công tác này, tăng thời lượng, mở thêm nhiều mục mới phục vụ cuộc bầu cử là những việc làm thiết thực đã được đài truyền thanh huyện và các xã triển khai từ đầu tháng 3. Đài truyền thanh huyện đã triển khai tăng cái thời lượng phát sóng của các chương trình, ví dụ như là ưu tiên cho cái tuyên truyền cho bầu cử thường là từ 8 đến 12 phút, xây dựng mới cái chuyên mục. Đó là chuyên mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng cái chuyên mục hỏi đáp về cuộc bầu cử, triển khai thêm một cái chuyên đề nói về người dân Yên Khánh hướng tới cuộc bầu cử. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, bám sát quy định của pháp luật là nhân tố quan trọng góp phần triển khai thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Yên Khánh.